của xe tải. Xin chào cả nhà. Thì với cái viễn cảnh như thế này thì cả nhà nhìn thấy rất là quen thuộc đối với những ai mà di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Đó, thì hiện tại thì cái tình trạng kẹt xe phải nói là rất là trầm trọng luôn. Thì chỉ cần có một vụ va chạm hay là một vụ tai nạn hay là một cái vấn đề gì đó ở trên quốc lộ nó làm cản trở lưu thông, thì cái tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1A ở cái đoạn qua tỉnh Tiền Giang nó bị ảnh hưởng liền ngay tức khắc. Thì vì lý do gì sao thì ở thời điểm hiện tại thì kẹt xe ở phía trước là vì nguyên nhân gì thì mời cả nhà cùng theo dõi trên video nhé. Thì cái đoạn mà kẹt xe là khi là cái đoạn trên huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Thì cái video này được ghi lại vào ngày hôm qua vào cái thời điểm là 16 giờ khoảng 30 phút á, vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Thì đang kẹt xe rất là nghiêm trọng, thì thời điểm đó là mình đã tan ca nên mình có thời gian mình di chuyển lên trên hướng về Mỹ Hận để mà chia sẻ về cái tiến độ mới trên cao tốc. Nhưng mà với cái tình trạng hiện tại thì mình không biết ra sao như thế nào, có thể kịp hay không để mà chia sẻ cho cả nhà về các dự án cao tốc. Thì cái hướng mình di chuyển là cái hướng là từ cầu Hồng Lưu đó trên quốc lộ 1A đến lên hướng Mỹ Hận nhưng cả nhà. Và cái địa điểm mà bị xảy ra vụ việc đó là ở khu vực cái khúc mà cầu Trà Lọt, qua khỏi cầu Trà Lọt đến chợ Hòa Khánh đó, vừa qua khỏi chợ Hòa Khánh nhưng cả nhà. Thì tình trạng đó anh bị ảnh hưởng ngay khúc đó đó. Thì có thể nói thì cái quốc lộ 1A hiện tại vẫn là tuyến đường huyết mạch để mà kết nối giữa miền Đông và miền Tây đó, là có thể nói là tuyến đường quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại. Vì hiện tại thì cao tốc nó vẫn chưa có hoàn thành và đưa vào sử dụng được, thì tất cả các phương tiện từ xe hai bánh, ô tô, xe bốn bánh vân vân, đầu kéo, container vân vân đều chạy trên tuyến quốc lộ 1A này hết, qua cái đoạn tỉnh Tiền Giang đó. Đó là một cái điều phải nói là hy vọng là cuối năm nay vào Tết 2022 sẽ được san sẻ bớt một phần nào đó các phương tiện ô tô lên trên tuyến cao tốc để mà giảm bớt cái lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 1A này. Thì cái vụ việc là cái tình trạng xảy ra tai nạn ở cái đoạn mà vừa xuống cầu Trà Lọt, khu vực mà chợ Hòa Khánh nha cả nhà. Và vụ việc đó ra sao và như thế nào thì mời cả nhà đón theo dõi tiếp trên video của mình. Thì có thể nói là cái giờ này, thời điểm này là vào cái giờ mà 16 giờ cho đến 17 giờ đến 18 giờ là những cái giờ gọi là những giờ vàng đó cả nhà. Những giờ vàng và những giờ cao điểm trên những cái tuyến đường như thế này. Nên chỉ cần có một cái ảnh hưởng nhỏ trên tuyến quốc lộ thôi là nó sẽ gây ra cái tình trạng ùn ứ giao thông liền. Vì cái tuyến đường là tuyến đường huyết mạch mà trong thời điểm hiện tại nè, nên cái lưu lượng xe nó rất là nhiều, các loại phương tiện luôn, rất là dễ xảy ra kẹt xe. Phải nói là các phương tiện ô tô không thể nào di chuyển động đậy được luôn cả nhà. Chỉ có xe hai bánh này có thể là bò và nhích nhích từ từ thôi. Rất là vất vả luôn, nhìn cái cảnh này có thể nói là không khác gì cái cảnh mà vào những ngày lễ và những ngày Tết luôn. Thì cái lúc mà mình di chuyển lên đây này cả nhà, thì vào tầm mà 16 giờ mấy phút ngày hôm qua, và đến khi mà mình di chuyển về, mình từ Mỹ Hận mình đổ về vẫn còn kẹt xe luôn cả nhà. Lúc mà mình giai đoạn mình về á, là lúc đó là đã là 18 giờ mấy chục phút rồi, mình không có để ý, nhưng mình nhớ là 18 giờ hơn á, vẫn còn đang trong cái tình trạng kẹt xe nha cả nhà, đến thời điểm đó luôn á. Thì không biết là các anh giao thông giải quyết là nó cũng hơi khá là khó khăn trong vấn đề mà giải quyết cái vấn đề này, chắc lẽ là vậy nên mất rất là nhiều thời gian
kéo hàng giờ luôn, ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến hàng hóa hay hoặc là người dân đi lại. Thì nói về cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì chỉ mong sao là nhà thầu có thể mà đưa vào hoạt động đúng như cái đề ra vào cuối năm nay. Đó là chỉ là cái niềm mong mỏi của mấy chục triệu dân của miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long này. Đó, thì cả nhà thấy đó, không khác gì cái cảnh mà ngày lễ đúng không nào, và ngày Tết đúng không nào. Rất là cực khổ luôn nha cả nhà. Thì những ai mà chưa có mà gặp tình trạng này thì không có hiểu đâu. Những ai mà trong cái tình trạng này mà phải bò phải nhích nhích từng chút một để mà chen nhau, để mà có thể mà chạy qua khỏi cái địa điểm này từng mét chứ không có nói là từng km nữa, từng mét mồ hôi rồi kia này nọ nó tuôn trào vì cái nóng nực, và cũng như là phải tiếng ồn của các phương tiện trong cái tình trạng là luôn sẵn sàng đề ba đó. Cũng như là phải hít rất là nhiều cái lượng khối ô nhiễm trên các phương tiện nó thải ra nữa đó. Không biết là miền ngoài không biết hơn như thế nào, nhưng mà miền Tây nó là như vậy đó cả nhà. Viễn cảnh này rất là vất vả luôn á. Và trong cái tình ngay cái thời điểm mà xảy ra cái vụ tai nạn này là ngay cái thời điểm gọi là cái giờ cao điểm đó chứ. Từ là 16 giờ cho đến 18 giờ là những giờ cao điểm, nào là các em anh em công nhân, người học sinh tan trường, rồi công nhân viên chức tan sở đó. Rất là nhiều phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1A này luôn. Rồi, thì sắp tới nè, mình đã cắt bỏ với một phần nào á, chứ cái khoảng mà kẹt xe là khoảng hơn 3 cây số luôn nha cả nhà. Đó, giờ cho cả nhà xem cái tình trạng ở phía trước nè, vì nguyên nhân vì sao nè, vụ tai nạn nó như thế nào nè, cho cả nhà xem nè. Đây là cái vụ tai nạn, có thể nói là vụ tai nạn nó liên quan luôn nha cả nhà. Đó thì phía trước đó đang mà cho các phương tiện mà di chuyển một luồng này, tạm thời một luồng này để né các anh em, các anh em cảnh sát giao thông để mà làm việc nè. Đây, vụ việc là đây nè. Đó, một anh xe tải lớn nè. Đây một anh xe tải lớn, rồi đến các xe tải nhỏ, các xe đông lạnh nè. Đó, đó, rồi xe tải nhỏ nè, rồi đến với xe ô tô con này nè. Đó, thì để mình tắp vô lại cho cả nhà xem lại cho thấy được cái khu vực này nha. Thì khu vực này là khu vực là mình vừa xuống cái cầu Trà Lọt, rồi sau đó đến chợ Hòa Khánh. Đó, thì vừa qua khỏi chợ Hòa Khánh một chút xíu nè, ở khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nè. Vụ việc này xảy ra vào ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, trong cái khoảng thời gian là khoảng 16 giờ nha cả nhà, khoảng 16 giờ mấy á. Rồi bye, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.